đây. Đây, để mẹ bỏ vô đây nhá. Ti cho mẹ mượn nào. Để mẹ buộc dây vào đây chị Gấu. Kéo con đi chơi nha. Đây, rồi con cầm lấy dây này. Con cầm lấy dây đi, mẹ cho em lên ô tô cho. Con đứng lên đi. Con đứng lên, rồi. Cầm dây. Đây, TiTi ngồi đây con. TiTi ngồi đây, con kéo em đi. Rồi con đi, con kéo em đi. TiTi lên đây, TiTi nhảy lên đây. Come on, let's go. Nhảy lên đây, rồi, lên. Đấy, TiTi chơi nha. Ok. Con kéo hả? TiTi kéo nha. Đi. Dẫn đi nào. Để cho em leo lên hả? Rồi đi. Oh no. Đi toàn ngồi đằng sau thôi. À con kéo xe cho em chạy nha. Đấy. Ui, cầm dây nó chắc không? Con kéo xe cho em chạy nha. Không thì kéo quay lại đây. Đi quay lại đây con. Đó. Con đi chậm thôi, con đi chậm thôi nha. Úi, ngã rồi. Thôi giờ ngồi đây chơi nha. Ngồi đây chơi. Con với em đi ngồi đây này, mẹ đẩy đi nhá. Rồi. Đấy, là con ngồi lên đây. Đây, con ngồi lên đây. Con ngồi lên đây sửa xe. Con ngồi lên. Đi, ngồi lên đây sửa xe. Đi, ngồi lên đây với mẹ. Ngồi lên sửa xe ô tô này. Con ngồi xuống đây con sửa cho mẹ đi. Bánh xe nó bị hỏng cái gì này. Đây này. Thấy không? Đấy, TiTi đang sửa xe đấy. Đây này, sao lại cái chỗ này lại màu xanh thế này. Đấy, quay. Quay.
quay đây này, Ti này, quay quay cả hai bánh xe luôn đấy. Ôi trời, Ti đây, chợ quay cả hai luôn. Ti lại quay đi này, cho Ti quay này đấy, quay nào, quay cho em chơi đi con. Sao đấy? À con sửa cái này cho mẹ đi. Đây này. Lại sao lại có một cái cục màu trắng ở đây? Con sửa đi. Ừ. Đây nữa này, đây màu xanh nữa này, đây màu vàng nữa này. Sao có nhiều thế nhỉ?